Dạ, Thí An xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn đã đến lớp điện thoại Thí An nha. Nay là ngày 13 tháng 8 năm 2024 cả nhà. Hôm nay em có lên cái clip video á, quay báo chi tiết máy từ cái điện thoại của bác anh chị á, xem ưng cái nào chốt liên hệ với em nha. Rồi, nay em có về Samsung, Vivo, Oppo, máy tính bảng, tất cả các dòng nha. iPhone té táo luôn nha cả nhà. 12 Pro Max, 13 Pro Max, 5S. Cô bác anh chị xem hết video để mình ưng cái mẫu máy nào là mình chốt nha. Rồi, trước lúc em review điện thoại thì em sẽ review mấy cái máy tính bảng trước nha cả nhà. Rồi, máy tính bảng thì iPad 4 nha. Chiều tầm 4:30 5 giờ em bán sau lưng sân động đối diện với trung tâm văn hóa Nhà Tròn, đường Trương Định, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An cả nhà. Còn ban ngày em vẫn bán trên mạng 24/24 nha. Có anh chị nào có nhu cầu mua máy thì cứ kết bạn Zalo em gửi hình. Rồi hoặc là tới thành phố Tân An, tỉnh Long An điện thoại em rước nha. Nói chung là em bán hàng 24/24, ship có toàn quốc cũng có. Cô bác anh chị nào muốn tới chỗ em mua máy vẫn được nha cả nhà. Mình tới chỗ em mua máy thì mình xem máy kỹ hơn, mình ưng mẫu nào mình lấy mẫu đó. Rồi iPad 4 cây này là 16GB, không xài SIM thì 1.400.000 nha cả nhà. Còn 16GB xài SIM thì 1.500.000. Nó dao động là 100K nha cả nhà. Này là màn hình 10 inch. Em tải sẵn tất cả các ứng dụng cho cô bác anh chị luôn nha. Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nè. iPad 4 nha, 16GB không xài SIM thì 1.400.000, xài SIM thì 1.500.000, 10 inch. Máy đẹp kê nha, đẹp trên 90% nha cả nhà. Rồi em cũng có iPad 4 nữa nè, cũng 10 inch luôn. Còn cô bác anh chị nào có mua ốp da thì ốp da này em mua 130 ha. Em lấy cô bác anh chị 100.000, em hỗ trợ cô bác anh chị 30k. Đây cây này là em tải sẵn tất cả các ứng dụng nè, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn, full chức năng nha. 32GB xài SIM thì 1.600.000, 32GB không xài SIM thì 1.500.000 nha. Em đang tích chuông cho các anh chị á. Còn lo thì nó rất là lớn ha. Video trước thì em cũng đã tích lo cho YouTube cho các anh chị á. Rồi để em tích YouTube cho các anh chị mình nghe một đoạn nhạc ha. Hát karaoke là 5-6 tiếng đồng hồ mới hết pin nha cả nhà. Không xài dục đó một tuần lễ 10 bữa thì nó chỉ giật 20-30% pin thôi, chứ nó không hết pin tắt nguồn nha. Máy này là iPad này, em bán này để coi 2-3 năm rồi đó. Pin nó là pin trâu nha, pin nó pin trâu bò lắm nha. Đây đang quảng cáo, để nó qua cái quảng cáo thì em mở nhạc cho các anh chị. Pin nó trâu bò, nhạc nó cũng lớn nữa nha. Cái này mình mua về cho ông bà cha mẹ mình á, coi YouTube cũng được. Nó mạnh ha, đánh cờ tướng quân này kia, đánh cờ tướng luôn nha, bắn trứng này kia luôn. Em tải sẵn TikTok này nè, cho mấy chú lớn tuổi coi không hư mắt hát karaoke cũng được luôn. Rồi em có cây mini luôn nha, mini 1 em cũng tải sẵn ứng dụng cho các anh chị nào. Mini 1 8 inch nha, tải sẵn ứng dụng cho các anh chị luôn. 8 inch tải sẵn ứng dụng, Zalo, TikTok, YouTube, hát karaoke cũng pin trâu bò luôn nha cả nhà. Cây này không xài SIM, giá 1 triệu nha. iPad 4, ủa iPad mini 1 không xài SIM, giá 1 triệu. Màn hình 8 inch. Cô bác anh chị nào đã mua hàng em rồi, xài hàng em rồi, được giới thiệu bạn bè giùm em cảm ơn ha. Chia sẻ giùm em ha. Kênh em là 18.000 người, gần 19.000 người nha cả nhà. Kênh Thí An TV của em á, em chỉ em bán như trên YouTube chỉ có một mình thôi nha. Một mình em bán hàng, một mình em cái tiếng nói của em, giọng nói của em, số điện thoại cũng có em luôn. Em cũng tư vấn khách chứ không ai đó. Cho nên cô bác anh chị nào mua hàng lưu ý giùm em ha. Thí An bán điện thoại trên YouTube chỉ có một mình thôi. Còn chiều thì em bán sau lưng sân động Long An. Cô bác anh chị nào có ra mua máy không thấy em thì liên hệ em giùm, hoặc điện thoại em giùm, không biết đường thì em rút. Đó, em đang tắt TikTok cho các anh chị. Bảng đấu giá. Cây này giá 1 triệu luôn cả nhà. Cây này giá 1 triệu. Đang vô TikTok đó nha. Rồi, tiếp theo. Em review điện thoại.
Rồi, tiếp theo em review điện thoại nha cả nhà. Em bán tầm giá nào cũng có nha, 4-500, 2 triệu, 2 triệu mấy đổi lại tùy theo khách mua. Giá nào cũng có nha cả nhà. Như cái Redmi nè. Redmi này màn hình 6.5, pin 5.000 luôn, màn hình to nha. Không ám ố, đổ mực, bể màn hình gì hết. Mình chiến game được cái dòng Redmi này, đánh game rất là mạnh nha, con chip nó chạy game mạnh nha. Redmi C3, màn hình 6.5, pin 5.000, Android nó chạy 10 chấm. Bên em bán hàng là cho xem hàng trước lúc nhận hàng, tình trạng sau báo hết nha cả nhà. Còn shipper không cho xem hàng thì cô bác anh chị cứ liên hệ với, kêu shipper liên hệ với em, hoặc là cô bác anh chị cứ điện thẳng với em ha. Em sẽ cho xem hàng đàng hoàng, hàng y hình video, không bao giờ ship hàng tầm bậy cho khách. Cây này là xài được tất cả các ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, chiến game luôn, đẹp trên 95%. C3 giá 1.400.000 cho cô bác anh chị, pin 5.000 mà giá 1.400.000 mà màn hình 6.5 nữa cả nhà. Màn hình to rõ nét nữa. Rồi. Samsung A10s. A10s màn hình thì 6.1, 6.2 nha, 32GB. Mình xài được tất cả các ứng dụng luôn, chuyển khoản, ngân hàng, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Mình tải luôn ứng dụng mà điện, báo điện này kia luôn nha cả nhà. Nói chung là được tất cả các ứng dụng. Rồi, cây này giá 1.200.000 nha. A10s 1.200.000. Em vô em test chuông cho các anh chị nè. Máy là em nhập về, trước lúc nhập về bán cho cô ấy, anh chị em đã test chi tiết, từ chi tiết luôn cho khách ha. Camera trước, camera sau, chuông, lo âm lượng, tất cả các ứng dụng ha. Máy là nghe gọi rõ, YouTube rõ. Tất cả các ứng dụng đều full hết cho cô anh chị luôn. Rồi, 1.200.000 cho cô anh chị luôn. A10s 1.200.000. Rồi, tiếp theo Samsung A30 nha. Samsung A30 màn hình 6.4, pin 4.000, chui tây si, hỗ trợ sạc nhanh. Cây này là phiên bản đặc biệt nha, RAM 4/64, em có màu xanh ngọc và màu đen nha. Vân tay nè, full chức năng, RAM 4/64GB, A30. Cây này thường nó chỉ có RAM 3/32 thôi nha, lâu lâu em mới nhập được cây RAM 4/64 nha. RAM 4/64, chui tây si, màn LED nha. Cây này là màn LED. Màn LED nó sẽ sáng hơn mấy cái màn khác ha. LED thì nó sáng, nó rõ hơn. Nói chung điện thoại thì mình có nhiều cái loại màn lắm cả nhà. Màn LED, màn ống LED, màn HD, nhiều loại màn lắm. Android nó 11 chấm nha, 1.600.000 cho các anh chị luôn. 1.600.000 Android nó 11 chấm. Rồi, em có màu đen nữa nè cả nhà, cũng A30 luôn, cũng RAM 4/64GB, màn hình 6.4, pin thì cũng 4.000, chui tây si, hỗ trợ tải sạc nhanh. Bên em bán hàng là kèm phụ kiện cho cô anh chị ha, kèm phụ kiện là dây sạc, cáp sạc cho cô anh chị. Rồi, cái này cũng 1.600.000, RAM 4/64GB luôn, A30. Rồi, hình thức bán hàng bên em là cọc giùm em 100k nha. Cô bác anh chị nào có tài khoản chuyển khoản giùm em cảm ơn. Không có tài khoản thì cô bác anh chị cứ cọc cạc điện thoại giùm em ha. Cọc cạc điện thoại thì cô bác anh chị mua cạc Viettel hoặc Mobi, đọc mã số thẻ cào qua đây giùm em ha. Hoặc là cô bác anh chị nào có kết bạn Zalo á, gửi hình qua giùm em ha. Rồi, cọc xong cô bác anh chị nhớ cho em tên, địa chỉ, số điện thoại, em ship em mới trừ cọc ra được nha cả nhà. Cọc là hình thức không bị bơm hàng thôi. Còn cô bác anh chị nào mua hàng ở đâu mất tiền cọc em không biết nha. Mua hàng kênh Thí An TV không mất đồng nào hết. Đa phần em nhận cọc của khách là em sẽ ship hàng cho cô bác anh chị liền. Khách cọc 200k thì em bao ship, cọc 100k thì khách tự trả phí ship nha. Còn chuyển khoản hết hoặc là cọc 500k 1 triệu em sẽ có ưu đãi riêng cho cô bác anh chị. Cô bác anh chị có tài khoản chuyển khoản giùm em cảm ơn. Mua hai máy em cũng bao ship cho cô bác anh chị luôn nha. Rồi, cây Oppo này A9 2020 nè cả nhà, A9 2020, RAM 8+3 là 11 RAM, tặng kèm ấp lưng, chui tây si, hỗ trợ sạc nhanh, 11 RAM, 128GB nha, 128GB A9. Bên shop em á, bán hàng á, là chuyên tất cả các dòng chính hãng nha, máy riêng, màn hơi riêng, Samsung chính hãng, tất cả các dòng chính hãng nha. Bên đây em không bán đồ Trung Quốc, tình trạng sao là báo hết cho khách nha.
Cây này là RAM 8 cộng 3 120. Android 11 chấm giá là 2.100.000 cho cô anh chị nha. Kèm phụ kiện ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. Rồi tiếp theo, cây này màu trắng xanh nha, trắng xanh. Rồi Samsung A10. A10, cái dòng A10 này em dễ bán lắm nha cả nhà, dễ bán lắm. Dễ nhiều là hết nhiều rồi nha. A10 màn hình 6.6.1, 32GB. Mình cũng xài được tất cả các ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha. Nó giả bóng á cả nhà. Nên em lấy tay em che cho các bác dễ nhìn đó ha. Mình xài được tất cả các ứng dụng luôn, lo lớn nè, YouTube cũng lớn nè, máy mượt mà. Android nó cũng cao. Pin nó thì pin nói chung là pin thì đa phần em bán máy cho khách là quan trọng nhất là màn hình và pin. Nếu mà pin thì mình lên mạng suốt cũng 5-6 tiếng đồng hồ mới hết pin ha. Còn không xài nguyên ngày cũng nghe gọi được ngày. Pin 3.4 nha. Nói chung là em bán máy cho khách là pin máy cầm pin nha. Còn cảm ứng thì ok, bán khỏi chị khỏi lo ha. Máy là liệt một góc em cũng không nhập luôn á. Rồi test cho quán chị nè. Máy và liệt một góc là em cũng không nhập bán cho quán chị luôn. Rồi 1.100.000 nha. A10 1.100.000. Rồi G7 RIM. G7 RIM màn hình thì 5.5 RAM 3 32GB, chui TC. Chui Samsung ha. Chui Samsung. G7 RIM. Rồi, cây này là giá là 950.000 cho quán chị nha. Em có vàng đồng, màu hồng nhạt, màu xanh, xanh biển nhạt. Rồi giá 950.000 cho quý anh chị luôn. Cũng xài 2 SIM 1 thẻ nhớ nha. Lên mạng full chức năng hết. Đa phần thì máy mình bán là xài 2 SIM 1 thẻ nhớ hết nha cả nhà. Chứ còn cái dòng iPhone chính hãng á, mình mới bán là một SIM, mình mới xài một SIM. Có bác anh chị nào muốn tới chỗ em mua máy trước khi đi, điện thoại em dùm nha. Điện thoại em dùm trước để em chuẩn bị, để có khi cô bác anh chị đi đột xuất á, là tới chỗ của em rồi em đang đi giao hàng cho khách, hoặc là em đang đi nhập máy là không có ở nhà rồi cô bác anh chị đợi em hơi lâu rồi buồn phiền em tội nghiệp, cũng mất thời gian cô bác anh chị nữa. Cho nên trước khi tới chỗ của em mua máy, cô bác anh chị điện thoại em dùm, em rước cho nó lẹ ha. Rồi A51 ha. Samsung A51 màn hình 6.5, cây này cũng màn LED nè. Màn hình 6.5, màn LED. 32 cây này là RAM 6 128GB ha. A51 RAM 6 128GB. Để em test YouTube cho các anh chị ha. Cây này thì đẹp trên 95% á. Lo cũng lớn rồi, nhỏ nữa. Em cũng test một tí xíu ha, em test lâu em sẽ bị dính bản quyền. Cũng không một ám ố đổ mực bể màn hình gì hết nha. Rồi Samsung A51 màn LED RAM 6 128GB, lo lớn rõ nét tất cả các ứng dụng. Còn có bánh chị nào á, mình mua máy mình không biết tải ứng dụng á, hoặc là mình muốn hàng ship tới mình test YouTube á, thì nói giùm em tải sẵn tài khoản cho cô anh chị. Mình chỉ nhận máy rồi mình về mình xài thôi. Em tải sẵn tất cả các ứng dụng cho cô anh chị luôn. Tại vì có những máy không có tải cả nhà, cho nên ship hàng tới nó hơi bị rườm rà một chút. Có những chú không biết á. Còn khách nào không biết thì cứ nói trước em sẽ tải sẵn là về mình test máy cho dễ. Rồi cây này RAM 6 128GB A51 màn LED. Giá là 2.600.000 cho cô anh chị. Tặng kèm ốp lưng dây sạc cho cô anh chị nha. Tặng kèm ốp lưng dây sạc. Rồi Samsung A50s luôn. Samsung A50s màn hình 6.4, pin 4000, RAM 464GB, chui TC hỗ trợ sạc nhanh. Rồi cây này giá 1.850.000 cho cô anh chị luôn. A50s 1.850.000. Rồi rất là lớn ha. A50s 1.850.000, máy màu xám xanh. Rồi cái A10 em cũng có màu đỏ nữa nè cả nhà. Hồi nãy em có màu đen, giờ em cũng có màu đỏ nè. Rồi giá cũng 1.100.000 cho quý anh chị ha. Mẫu mã y chang, cấu hình y chang luôn, nó chỉ khác màu thôi. Máy là em đã test ok nghiêm chỉnh hơn rồi. Đây Samsung A02 ha. Đây, em test nút home cho quý anh chị nè. Mình có thể test nút home, nếu mà rớt xuống chỗ nào này thì nó sẽ liệt chỗ đó ha. Còn không thì mình cứ test sau thăng không, sau thăng giùm em. Thì mình test nút home.
Nghe gọi ok. Rồi A02S màn hình 6.5, RAM 3 32GB, chuỗi TC hỗ trợ sạc nhanh 1.600.000 cho cô anh chị luôn. Máy riêng, màn riêng luôn. Hàng bên em là hàng thanh lý nha, hàng thanh lý tất cả các dòng. Rồi iPhone á, iPhone. Rồi iPhone, iPhone 7 lớp nha, iPhone 7 lớp. Cái này là tặng kèm phụ kiện là ốp lưng, dây sạc cho cô anh chị nào, máy đẹp nè, 7 lớp. Chân tay còn đầy đủ nha, 32GB phiên bản LA của Mỹ. Không ám ố đổ mực bể màn hình gì hết, phiên bản LA của Mỹ nha. Máy sạch không vướng tài khoản, đa phần bên em bán là máy sạch không vướng tài khoản nha. Còn cô bán chị nào không có tài khoản xài thì em sẽ cho mượn tài khoản xài. Rồi 2.400.000 cho cô bán chị luôn. iPhone 7 lớp 2.400.000. Rồi Samsung A11 màn hình 6.4, pin 4.000, cũng chui tây si, hỗ trợ sạc nhanh, RAM 3 32GB, màn hình 6.4, pin 4.000. Rồi cây này 1.500.000 cho cô bán chị luôn nha, 1.500.000 full chức năng. Rồi Samsung A03, rồi Samsung A03 màn hình 6.5, pin 5.000, RAM 3 32GB. Cây này Android nó 13 chấm luôn nha cả nhà, máy màu xanh, đánh game liên quân chi phai được luôn nha. Đây, mình có thể gõ gõ màn hình nó sẽ tự động tắt màn hình, hoặc là màn hình nó tối là mình có thể gõ gõ vài cái thì nó cũng sẽ tự sáng. Nó có chế độ đó cả nhà, mình có thể mình cài cái chế độ gõ gõ màn hình ha. Rồi 1.550.000 cho cô anh chị nha, 1.550.000 A03. Rồi Samsung A30S màn hình 6.4, pin 4.000, RAM 464GB luôn, 1.750.000 cho cô anh chị luôn ha. Máy màu xanh luôn, 1.750.000 A30S, RAM 464GB luôn, QTC hỗ trợ sạc nhanh luôn nha cả nhà. Rồi A50 luôn ha, em review A50 luôn, bo nè. Màn hình 6.4, pin 4.000, RAM 464GB luôn, 1.800.000 cho cô anh chị, tặng kèm ốp lưng dây sạc cho cô anh chị. Cô anh chị nào mua máy em về xài mà không biết xử lý cứ liên hệ em ha, em sẽ hỗ trợ cho cô anh chị. Kết bạn Zalo thì dễ hơn, giờ kết bạn Zalo thì em sẽ hỗ trợ nó lẹ hơn nữa. Rồi Samsung A31 màn hình 6.4, pin 5.000 nha. A31 này được cái màn 6.4, pin 5.000, màn LED luôn, RAM 6 128GB, dễ chứ lời nhỏ giùm em ha. Vân tay màn hình, RAM 6 128GB. Đây, rồi 2.400.000 cho cô anh chị luôn. A31 2.400.000 full chức năng luôn, RAM 6 128GB. Em tách chuông âm lượng cho các anh chị luôn. Cây này đẹp trên 95% nha, lò lớn nha, đó nè, 2.400.000 A31. Rồi iPhone ha, iPhone 6 lút, 6S lút luôn. Em review cây 6 lút trước đây, 6 lút. Nhân tay còn đầy đủ 16GB, 1.450.000 cho cô anh chị. Tải sẵn tất cả các ứng dụng, máy sạch không vướng tài khoản nha, tặng kèm ốp lưng dây sạc. 16GB nhân tay còn đầy đủ, 6 lút. Còn 6S lút cây này mất nhân tay nha, 64GB mất nhân tay, phiên bản LA của Mỹ luôn, màu xanh, màu hồng nhạt. Phiên bản LA của Mỹ 1.700.000 cho cô anh chị luôn. Máy sạch không vướng tài khoản 1.700.000. Cây này 64GB nha cả nhà. iPhone thì khách không biết xài, có nhiều khách chưa xài mình xài thử á, thì có gì em sẽ hỗ trợ cho các anh chị luôn ha. Rồi 5S ha, 5S 16GB, cũng tải sẵn tất cả các ứng dụng cho các anh chị luôn, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Rồi 850.000 cho các anh chị, tặng kèm ốp lưng dây sạc, 850.000.
Rồi Redmi ha, Redmi cây này màn hình nó y chang cái 13 14 Pro Max luôn. Mắt to. Rồi, Redmi C53 màn hình 6.7. Máy đẹp keng ha. Cây này đẹp 99% luôn. Cây này thằng em đang xài nè, tại nó đổi dòng cao hơn nè. Cây này nó đánh game dữ lắm. RAM 4, RAM 6 nha, RAM 6 cộng 4, 128GB. Redmi C53. Android nó tới 14 chấm luôn nha. Nguyên cái dòng máy em bán trong video là chỉ có cây này 14 chấm thôi nha. Màn hình 6.7 nữa, to nữa. Rồi 3 triệu nha cả nhà. Redmi C53 giá 3 triệu. Đẹp càng 99% tặng kèm uplink dây sạc cho các anh chị luôn. Rồi cây này giá 3 triệu. Khách nào có nhu cầu xem hình kết bạn Zalo gửi lại mình nha. Số điện thoại có để đường link cả nhà, 0388792574. Còn các anh chị nào mình không có xài Zalo á, mình xài Facebook á, thì em có cái để cái đường link Facebook của em ở trong tin nhắn á, trong cái bình luận á nha cả nhà. Mình vô bình luận mình kết bạn Facebook với em giùm. Rồi Apple A15, A15s. Em có 3 màu luôn ha. Màu trắng và màu rồi, có màu trắng luôn đó nè. Có 3 màu luôn. Rồi A15 màn hình 6.5. RAM 3 32GB, đánh game liên quân chuyên file được chuyển khoản tất cả các ứng dụng rồi luôn nha. 1.650.000 cho các anh chị nam sale còn 1.600.000 nha. 1.600.000 A15. Rồi em có hai cây A15 ớt luôn nha, màu xanh đen và màu xanh ngọc. Nó thì RAM 4 64GB, màn hình thì cũng y chang A15 luôn. Màn hình thì màn hình 6.5, RAM 4 64GB, đẹp trên 90%, full chức năng luôn, mình tải thẳng tất cả các ứng dụng luôn nha cả nhà. Rồi giá là 1.800.000 cho cô bán chị nam sale luôn nha. 1.750.000 cho cô bán chị. Rồi tiếp theo em có máy 6.000 nha, pin 6.000 luôn. Samsung M31 pin 6.000 luôn. Màn hình thì 6.4, pin 6.000. Chui TC hỗ trợ sạc nhanh, nó là RAM 6, RAM 6 128GB nha. Màn mượt mà nha cả nhà. Máy mượt mà, màn mượt mà đàng hoàng. RAM 6 128GB. M31 pin 6.000. Android 12 chấm nha, 2.100.000 cho các anh chị tặng kèm uplink dây sạc đẹp trên 95%. M31 pin trâu nha cả nhà, pin tới 6.000 nha. Lâu lâu em mới có cái cây này thôi. Rồi Redmi nha, Redmi Lite, Redmi 8 Lite, màn hình 6.4, pin thì 5.000, RAM 4 64GB, máy màu đen, vân tay ở sau nha. 1.500.000 cho các anh chị. 1.500.000. Rồi tiếp theo Oppo nha. Oppo màn hình 6.5, pin thì cũng 5.000 luôn nha. Oppo này A55 màn hình 6.5, pin 5.000, RAM 4 cộng 1 là 5 RAM, 64GB. Cây này giá 2 triệu nha, đẹp trên 95% luôn nha các nhà. Bo nè, tặng kèm úp lưng dây sạc cho quán chị luôn nha. A55. Rồi tiếp theo Oppo A54 cũng màn hình 6.5, pin cũng 5.000 luôn nha. Cây này 1 RAM 4 128GB, màn hình 6.5, giá 2.100.000 nha cả nhà. 128GB, 2.100.000. Máy màu xám đen nha, màu xám đen chứ không phải là đen mung nha cả nhà. Rồi tiếp theo A71 nha, em có cây A71 luôn. A51 có hai cây luôn nha cả nhà, máy đẹp keng cũng bằng led luôn. A51 hai sim một thẻ nhớ hồi nãy quay rồi, 2.600.000. Rồi A71 nè cả nhà, màn hình 6.7 nha, đẹp trên 95%, cũng bằng led luôn. Màn hình nó tới 6.7, RAM 8 128GB nha, RAM 8 128GB, đánh game liên quân chi phai được tất cả các ứng dụng. 3.300.000 cho cô anh chị luôn nha. A71 3.300.000, full chức năng, RAM 8 128GB, đẹp trên 95%. Huawei 3i nha cả nhà, Huawei 3i, RAM 4 128GB, máy màu trắng không trề xước nhiều. Đa phần máy em bán cho khách là em tiễn không nha cả nhà, máy xấu là không nhập đâu, máy phải đẹp.
em nhìn đẹp vừa mắt em mới nhập bán cho cô anh chị, chứ máy xấu ship hàng tới cô anh chị bơm hàng em cũng vậy à, bơm hàng em tội nghiệp em nữa. Máy đẹp em mới bán nha, rồi 1.450.000 cho cô anh chị luôn. Huawei 3i 1.450.000. Nè em có gì Oppo A31 nữa nè nha cả nhà. A31 màn hình cũng 6.5 luôn, pin thì cũng 5.000. Màn hình thì 6.5 nha. Cái này để em vô coi RAM mấy nha. RAM 4 128GB. A31 RAM 4 128GB. Pin 4.300. 1.900.000 cho cô bánh chị luôn nha. 1.900.000 A31 128GB nha. Đánh game luôn luôn Free Fire được luôn nha. Máy riêng màn riêng luôn. Rồi tiếp theo Redmi nha. Redmi C11 màn hình 6.5, pin 5.000 luôn, 32GB, đánh game liên quân Free Fire được, chuyển khoản tất cả ngân hàng, tất cả các ứng dụng luôn ha. Rồi 1.250.000 cho cô anh chị luôn. Redmi 1.250.000. Rồi Vivo nha cả nhà. Vivo có mấy cây Vivo review luôn. V2026 thì cái dòng này em bán hoài luôn ha. Màn hình 6.5, pin 5.000, full chức năng, RAM 32GB. Rồi 1.650.000 cho cô anh chị luôn. Xài cũng tất cả các ứng dụng luôn. Vivo V6 này là pin cũng trâu lắm nha, 5.000. Xài cũng ok lắm nha cả nhà. Tại có những cô bác anh chị thích xài dòng Vivo, chụp hình cũng đẹp nha. Rồi cây Vivo Y21S nè, phiên bản đặc biệt nha, 128GB. RAM 6 cộng 2 là 8 RAM nha. RAM 6 cộng 2 8 RAM. Màu trắng sữa, tặng kèm ốp lưng dây sạc luôn. 2.100.000 cho cô anh chị nha. Y21S 2.100.000. Android nó tới 13 chấm rồi nha. RAM 6 cộng 2 là 8 RAM. Android nó tới 13 chấm rồi. 2.100.000 cho cô anh chị luôn. Rồi tiếp theo em có cây Vivo nữa nè. Vivo này cũng đời mới nha, cũng chưa tai xi nha. Y21 cũng tai xi nha, hỗ trợ sạc nhanh luôn. Cây này là 64GB. RAM 4, 64GB, chưa tai xi, hỗ trợ sạc nhanh, máy đẹp keng luôn. 1.950.000 cho cô anh chị nha. Vivo 2019 nha. 1.950.000, hôm nay em sale 1.900.000 cho cô anh chị luôn. Rồi Redmi 8 nha, Redmi 8 1.400.000 cho cô anh chị luôn nha. 1.400.000, RAM 4, 64GB luôn. Cây này em sale nha, 2 ngày nữa em sẽ quay về giá cũ nha. Rồi dễ chưa là lớn giùm em, Redmi 8 RAM 4 sâu 4GB, chưa tai xi, hỗ trợ rất nhanh, họ tím đỏ, đánh game lưu quân Free Fire được, chuyển khoản ngân hàng được, tất cả các ứng dụng nha. Rồi cây nó là giá 1.400.000 cho quán chị làm sao ha. Redmi 9C nha, 9C màn hình 6.5, pin 5.000, 32GB luôn, full chức năng, pin trâu bò luôn, giá 1.350.000 cho quán chị nha. 1.350.000. Rồi Thúy An xin kết thúc video ở đây. Mong quý cô anh chị xem clip của em cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để em có động lực làm những clip hay cả nhà cùng xem và mua được nhiều dòng điện thoại bán cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình. Hẹn clip sau. Bye bye.